chào đón năm mới 2024, tại Đền Ngọc Sơn đã diễn ra trưng bày chuyên đề một số hình ảnh về di tích quốc gia đặc biệt lịch sử, danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Đây là sự kiện văn hóa ý nghĩa do Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Hà Nội thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm Đền Ngọc Sơn được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt 2013-2023. Hoạt động trưng bày lần này nhằm cung cấp thêm những hình ảnh tư liệu quý về khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, giúp người dân và du khách tham quan có cái nhìn tổng quát về tích xưa và nay của quần thể danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn. Như chúng ta đã biết, nếu mà coi Hồ Gươm là cây số 0, là trái tim của cả nước, thì Đền Ngọc Sơn lại là cái tâm, là đảo Ngọc, giữ cái vị trí vô cùng quan trọng trong lòng những người dân Hà Nội, những người yêu Hà Nội. Trưng bày chuyên đề một số các cái hình ảnh về cái khu di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn, nó cũng nằm trong cái chuỗi hoạt động đấy, chào mừng cái năm mới 2024, cũng như là góp phần phát huy cái các cái giá trị di tích lịch sử văn hóa theo cái chương trình 06 và nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội về phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô. Gần 40 bức ảnh được trưng bày theo 3 phần: ký ức lịch sử, giới thiệu quá trình hình thành và đổi thay của Đền Ngọc Sơn từ thời kỳ phong kiến đến năm 1975. Phần 2, dấu son đảo Ngọc, giới thiệu những giá trị riêng biệt của Đền Ngọc Sơn, minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa các tôn giáo. Phần 3, còn mãi với thời gian, là những hình ảnh giới thiệu về việc giữ gìn, phát huy giá trị di tích, kiến trúc cổ kính vốn có Đền Ngọc Sơn. Đến với trưng bày, giáo sư sử học Lê Văn Lan xúc động hồi tưởng về những sự tích, câu chuyện, bài thơ, lời ca nói về Hồ Hoàn Kiếm, Đền Ngọc Sơn, biểu tượng thiêng liêng, trái tim của cả nước. Chúng ta có hàng loạt những sự tích, những câu chuyện, những lời ca ngợi và cả những bài thơ nói về cái Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn này, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Những cái dấu ấn như thế đấy, chắc chắn người Hà Nội, người Việt Nam và cả khách quốc tế nữa, khi đến đây thì chắc chắn là đều đồng tình với lại cái quyết định của chính phủ xếp hạng chỗ này là danh lam thắng cảnh di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt. Trưng bày mở cửa đến cuối tháng 1 sẽ trở thành lựa chọn hấp dẫn cho người dân và du khách dịp Tết Dương lịch năm 2024 với những trải nghiệm khám phá Đền Ngọc Sơn, điểm đến giàu ý nghĩa lịch sử, thẩm mỹ và văn hóa truyền thống.